Chế Linh, tôi hạnh phúc khi bốn bà vợ vẫn hòa thuận êm ấm. Chế Linh hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc qua bốn đời vợ, được 14 đứa con yêu thương gần gũi. Trên trang YouTube cá nhân, danh ca Chế Linh đăng tải phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Mặc dù được chia sẻ từ lâu, nhưng nội dung video vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Phim tài liệu gây xúc động khi ghi lại khoảnh khắc Chế Linh lúc chập chững vào nghề đến khi gặp nhiều biến cố phải tha phương. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ cũng thẳng thắn tâm sự về đại gia đình của ông với bốn đời vợ. Không chỉ gây ấn tượng bởi phong thái và tài năng, chuyện tình ái của nam danh ca cũng không tốn ít trái mật của báo giới. Bộc bạch về chuyện đời tư, Chế Linh bày tỏ: cuộc đời nghệ sĩ mà, người ta đồn đại tôi nhiều chuyện nhưng cũng có chuyện không thật. Nhưng đối với tôi không thể giấu quý vị được. Trong đời, tôi có 4 người vợ, 14 đứa con, 7 trai và 7 gái. Những người vợ đã qua rồi thì vẫn còn liên lạc bình thường, sinh hoạt bình thường, tôn trọng nhau như ngày nào. Các con tôi giờ vẫn thương mến, vẫn tha thiết gần gũi tôi. Niềm hạnh phúc đó khiến tôi rất mãn nguyện. Đồng thời, nam ca sĩ cũng tiết lộ về người vợ hiện tại. Người vợ mà tôi hiện đang chung sống rất cởi mở và cũng không khắt khe với các con tôi. Những đứa con tôi với các bà trước, cô ấy rất duyên, không có gì khó khăn. Chắc quý vị đã nghĩ bốn vợ thì có nhiều khó khăn lắm, nhưng thật sự tôi rất hạnh phúc. Được biết, bà xã hiện tại của ông là bà Vương Nga. Mặc dù cách biệt về tuổi tác, nhưng vợ chồng nam danh ca vẫn rất tình cảm. Không chỉ giỏi việc nhà, bà xã của Chế Linh còn là một tri kỷ trong âm nhạc với chồng. Theo tiết lộ của nam ca sĩ, bà xã ông luôn thuộc lòng những ca khúc chồng biểu diễn, tận tình góp ý để Chế Linh cải thiện. Bên cạnh đó, bà còn là người chăm lo, hỗ trợ ông sắp xếp lịch đi diễn. Trong clip còn nói về đoạn nam ca sĩ lần đầu trở về quê hương sau thời gian dài xa cách. Đến thăm trường cũ ở làng Hữu Đức, tỉnh Ninh Thuận, giọng ca đêm buồn tỉnh lẻ rưng rưng kể về những kỷ niệm một thời gắn bó với tuổi thơ. Ngôi trường này đã dạy tôi biết lắng nghe âm nhạc và âm thanh của vũ trụ. Từ đó tôi trở thành một ca sĩ. Tôi xúc động khi thấy trường không còn hoạt động. Chính khuôn viên này vẫn còn trong tôi mãi mãi, ông nói. Tại đây cũng khơi gợi cho ông những kỷ niệm thời điểm rời quê lên Sài Gòn, Chế Linh bồi hồi. Năm 1957, tôi bỏ làng ở Phan Rang để lên Sài Gòn. Tôi cảm tưởng nơi này rất xa lạ, nhưng rồi tôi được sự giúp đỡ của một ông đạp xích lô. Ông ta dắt tôi đến một gia đình người Hoa giàu có. Họ nhận tôi để giữ con cho họ. Sau này, tôi chỉ giữ và đưa rước con họ đi học vào buổi sáng. Buổi chiều thì tôi được đến trường học. Lúc đó, ông ta có dắt tôi đến một ngôi trường ở chợ lớn học. Ngoài ra, nam danh ca cũng nghẹn ngào và dành sự biết ơn đối với những người đã dìu dắt đưa ông vào nghệ thuật. Lên YouTube, đoạn video nhận được sự quan tâm khi đạt gần 90.000 lượt xem. Nhiều người để lại lời khen ngợi giọng hát của Chế Linh. Một khán giả viết: thần tượng của tôi, ước mơ được gặp anh ngoài đời thật. Một người xem nhận xét: giọng ca nhạc vàng, bất hủ của mọi thời đại. Một người nêu ý kiến: hồi nhỏ thường nghe chú Chế Linh hát, và bây giờ con vẫn hát những bài hát mà chú hát. Chúc chú Chế Linh có nhiều sức khỏe. Chế Linh năm nay đã bước vào tuổi 79. Những năm gần đây, ông thường xuyên về Việt Nam biểu diễn. Năm 2020, do tình hình dịch bệnh, ông chủ yếu sống ở Canada. Giọng ca Thành Phố Buồn bày tỏ tiếc nuối khi nhạc sĩ Lam Phương qua đời, gọi ông là một trong những đàn anh kính yêu đã vĩnh viễn ra đi. No!